Cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi. Sau đây chúng tôi gửi đến quý vị phần tin Hoa Kỳ được trình bày với Jenny. Tư lệnh Hạm đội 7, Phó Đô đốc Joseph O'Quinn bị cách chức. Hải quân Hoa Kỳ hôm 23 tháng 8 đã sa thải Tư lệnh Hạm đội 7, Phó Đô đốc Joseph O'Quinn sau liên tiếp mấy vụ va đụng tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ ở châu Á. Trong lúc việc tìm kiếm 10 thủy thủ mất tích đang tiếp tục, ông O'Quinn bị sa thải sau khi xảy ra vụ một tàu khu trục có tên lửa điều hướng va đụng với một tàu thương mại trong vùng biển giữa phía đông Singapore và Mã Lai hôm 21 tháng 3. Đây là tai nạn nghiêm trọng thứ tư của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ xảy ra nội trong năm nay. Trong một thông cáo báo chí vào ngày 23 tháng 8, Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố hôm nay Phó Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, cách chức Tư lệnh Hạm đội 7, Phó Đô đốc Joseph O'Quinn vì thiếu năng lực chỉ huy. Khi sang Nhật sa thải ông O'Quinn, Đô đốc Scott Swift đã ra lệnh cho Phó Tư lệnh của ông là Đề đốc Phil Sawyer nắm quyền chỉ huy Hạm đội 7. Đô đốc John Richardson, Tổng Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, nói trong một tuyên bố: "Tôi ủng hộ quyết định của Đô đốc Swift thay lãnh đạo hạm đội. Tân Tư lệnh Hạm đội 7 phải có khả năng đưa hạm đội tiến lên, tập trung nỗ lực vào các hoạt động an toàn và hiệu quả." Hạm đội 7 với tổng hành dinh đặt tại Nhật Bản có 70 chiến hạm, trong đó có hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan, soái hạm của nhóm tác chiến tàu sân bay 5, 140 máy bay và 20.000 thủy thủ. Hạm đội 7 hoạt động trên khu vực rộng 124 triệu km vuông, có các căn cứ ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, kính thưa quý vị. Thưa quý vị, Hoa Kỳ chế tài các thực thể của Trung Quốc, Nga vì hỗ trợ Bắc Hàn. Hoa Kỳ đang áp đặt các biện pháp chế tài mới liên quan đến Bắc Hàn, nhắm vào các công ty và các cá nhân từ Trung Quốc cũng như Nga vì hỗ trợ chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Theo Văn phòng Quản lý Tài sản nước ngoài định danh 6 thực thể do người Trung Quốc sở hữu, một của Nga, một của Bắc Hàn và hai thực thể đặt tại Singapore. Ngoài ra còn có một công ty con đặt tại Namibia thuộc công ty Trung Quốc và một thực thể Bắc Hàn hoạt động tại Namibia. 6 cá nhân bao gồm 4 người Nga, 1 người Trung Quốc và 1 người Bắc Hàn. Bộ Tài chính cho biết, hành động này diễn ra sau khi các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc được thông qua trong tháng này. Nguyên nhân dẫn đến trừng phạt này là do Bắc Hàn thử nghiệm hai phi đạn đạo liên lục địa đầu tiên vào tháng 7. Bộ Tài chính cho biết các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào những người và những thực thể đang giúp đỡ những cá nhân vốn đã bị định danh vì hỗ trợ chương trình phi đạn đạo và hạt nhân của Bắc Hàn, cũng như hoạt động buôn bán năng lượng của họ, trong đó có 3 công ty nhập khẩu than đá của Trung Quốc. Các bước này cũng nhằm mục tiêu vào những người và những thực thể giúp Bắc Hàn đưa nhân công đi làm việc ở nước ngoài và cho phép các thực thể bị chế tài của Bắc Hàn có thể tiếp cận hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và quốc tế. Tổng thống Trump dọa quỷ hiệp ước NAFTA. Ông Donald Trump đưa ra cảnh báo hôm 7 tháng 8 rằng có thể ông sẽ bỏ hiệp ước thương mại tự do NAFTA với Mexico và Canada sau khi các cuộc đàm phán ba bên không thể dung hòa được các khác biệt sâu sắc. Hoa Kỳ, Canada và Mexico khởi sự vòng đàm phán đầu tiên hôm Chủ nhật 20 tháng 8 để chỉnh sửa lại hiệp định thương mại, nhưng không có dấu hiệu của một sự đột phá nào. Ông Trump mở lại đàm phán hiệp định NAFTA đã được ký vào năm 1994 vì lo ngại lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ bị thiệt hại vì hiệp định thương mại tự do này. Ông Trump nói tại cuộc meeting ở thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona: "Tôi không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục hiệp định thương mại này. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ chấm dứt hiệp định NAFTA tại một thời điểm nào đó." Sau phát biểu của ông Trump, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray viết trên trang Twitter: "Không có gì bất ngờ, chúng ta đã bắt đầu đàm phán. Mexico sẽ tiếp tục đàm phán trên tinh thần thanh thản, kiên quyết vì lợi ích quốc gia." Trong một tuyên bố chung đưa ra vào cuối ngày đàm phán ở thủ đô Washington, các quan chức thương mại hàng đầu của ba quốc gia cho biết Mexico sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo từ ngày 1 tháng 5, từ ngày 1 đến 5 tháng 9, thưa quý vị, và sau đó thì các cuộc đàm phán sẽ được thực hiện ở Canada cũng vào tháng 9 và kế đến sẽ quay trở lại Hoa Kỳ vào tháng 10 với các cuộc
đàm phán bổ sung dự kiến vào cuối năm nay, thưa quý vị. Hoa Kỳ ưu tiên giải pháp ngoại giao đối với Bắc Hàn. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Yonhap phát biểu tại một cuộc họp báo vào ngày 22 tháng 8, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson ghi nhận rằng Bắc Hàn đã kiềm chế kể từ khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này. Ông nhấn mạnh rằng, tôi vui mừng nói Bình Nhưỡng chắc chắn đã cho thấy mức độ kiềm chế mà chúng ta chưa được nhìn thấy trước đây. Chúng tôi hy vọng rằng đây là bước khởi đầu, là tín hiệu mà chúng ta vẫn đang tìm kiếm. Ngoại trưởng Tillerson cũng cho biết thêm, họ đã sẵn sàng kiềm chế mức độ căng thẳng của mình, cũng như các hành động khiêu khích, và có lẽ chúng ta đang thấy một lối đi dẫn đến việc có được đối thoại trong tương lai gần. Ông Tillerson cũng nói về khả năng đàm phán với điều kiện Bắc Hàn trước hết ngừng các vụ thử tên lửa và các hành động khiêu khích khác, đồng thời nêu rõ, chúng ta cần thấy thêm nhiều từ phía họ, nhưng tôi muốn ghi nhận những bước đi mà họ đã thực hiện cho đến nay. Tôi cho rằng điều quan trọng là phải ghi nhận việc này. Những phát biểu trên được Ngoại trưởng Tillerson đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Tài chánh Hoa Kỳ công bố nhiều biện pháp trừng phạt mới đối với các thực thể và cá nhân Trung Quốc, cũng như Nga, bị nghi có liên quan tới chương trình hạt nhân của Bắc Hàn, thưa quý vị. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhận định Hoa Kỳ sẽ can thiệp bầu cử Tổng thống Nga. Theo TASS đưa tin, trả lời truyền thông Trung Quốc và Nhật Bản, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Moscow tin rằng Hoa Kỳ sẽ tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới. Khi được đề cập tới khả năng Hoa Kỳ can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới, ông Ryabkov nói rằng không thể nghi ngờ rằng việc đó sẽ xảy ra. Chúng tôi đã quen với việc can thiệp của Hoa Kỳ vào cuộc bầu cử của Nga và đã học cách để sống chung với điều đó và cả việc nghe trộm điện thoại của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Ryabkov không quên phủ nhận những cáo buộc về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016. Theo ông, không có bằng chứng nào chứng minh về những cáo buộc đó, ông nhấn mạnh. Chúng tôi chưa từng được nghe dù chỉ một lời giải thích hợp lý về tất cả những điều này. Trong một diễn tiến liên quan cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố nước này sẵn sàng thảo luận với Hoa Kỳ về vấn đề an ninh chiến lược. Tuyên bố trên của ông Ryabkov được đưa ra trong bối cảnh trước đó, các phương tiện truyền thông đại chúng quốc tế đưa tin rằng chính quyền Hoa Kỳ đang đánh giá lại hiệp ước tiêu hủy các tên lửa tầm ngắn và tầm trung INF. Đề cập đến quan hệ song phương, ông Ryabkov cho rằng Nga và Hoa Kỳ hiện không ở trong tình trạng chiến tranh lạnh. Song đáng tiếc là Washington đang độc đoán đề ra ý chí của mình đối với Moscow bằng cách sử dụng những thủ đoạn không thể chấp nhận được, thưa quý vị. Tiếp theo một bản tin cho biết Hoa Kỳ cam kết với Iraq sẽ cải thiện an ninh trong khu vực. Theo Sputnik dẫn hai thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là James Mattis đã gặp Thủ tướng Iraq là Haider al-Abadi và Bộ trưởng Quốc phòng Iraq là Irfan al-Hayali để tái xác nhận cam kết với Iraq rằng Hoa Kỳ tiếp tục cải thiện an ninh trong khu vực. Một thông cáo viết, Bộ trưởng Mattis tái xác nhận sự cống hiến của Hoa Kỳ cho quan hệ đối tác an ninh của Hoa Kỳ và Iraq, cam kết tiếp tục hỗ trợ nhằm cải thiện an ninh cho người dân Iraq và không cho phép thành phần khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng có nơi ẩn náu an toàn ở Iraq. Thông cáo cho biết, ông Mattis hoan nghênh Baghdad đã giải phóng Mosul khỏi IS. Và ông Mattis cảm ơn ông Hayali vì những nỗ lực quả cảm của các lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến chống IS, thưa quý vị. Philippines bổ nhiệm một nhà báo làm đại sứ tại Hoa Kỳ. Tân Hoa Xã đưa tin vào 23 tháng 8, Ủy ban bổ nhiệm thuộc Quốc hội Philippines đã xác nhận việc bổ nhiệm nhà báo Jose Manuel Rumaludez của tờ The Star làm đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ. Tổng thống Philippines Duterte đã chỉ định ông Romualde, 69 tuổi, làm phái viên tại Hoa Kỳ hồi tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, ông Romualde đã từ chối do các vấn đề sức khỏe. Hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Duterte lại một lần nữa bổ nhiệm ông Romualde, động thái được đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines Sung Kim rất quan nghênh, thưa quý vị.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ sau một vài thông tin thương mại. Jenny và Ngọc Thủy sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.